Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên để thể hiện chất giọng của mình. Và bây giờ cô mời Việt Thi, một cô bé rất nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng giọng hát của cô đầy nội lực. Và ngày hôm nay xin dự thi với bài hát Mẹ Tôi. Cần tìm trao nhân, mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi, bé đồ mộng tơ. Từng gây ấn tượng trong cuộc thi bạn có thực tài bởi giọng hát ngân ca ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực. Đến vòng casting lần này, cô gái bé nhỏ đến từ miền Tây, Việt Thi cùng người chị gái sinh đôi Minh Thi của mình quyết định thay đổi bằng một hình ảnh tươi trẻ hơn. Tuy nhiên, đến vòng thi thử giọng, cô bé lại quyết định quay trở lại với sở trường của mình. Nhưng mà con lại thích thiên về dân ca hơn, cho nên là con trình bày dân ca. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chỉ có em cho tuổi già úp mặn. Khi mà con vừa cất tiếng hát lên thì chú rất thích. Chú nghe giống như là có người đang hát trong đĩa hát lip sync vậy đó. Giọng rất đẹp. Con có một cái chuyện rất hay là mình sang giọng cổ. Nhưng sau khi con quay trở lại cái bài thì nó bị bể. Con bị xử lý gấp quá. Cố gắng cả đoạn chuyển giữa việc mình hát ca cổ và tân nhạc cho nó uyển chuyển thì nó sẽ đẹp. Giọng hát của con là cái giọng hát hiếm, bởi vì ở cái tuổi này mà giọng dày và nó đã có màu sắc, có cái sự tình cảm của người trưởng thành trong mỗi câu con hát. Nhưng cái vấn đề là những cái câu lên cao của con á thì con phải giải phóng cái hàm ra nữa. Lên cao là con bị cứng cái hàm này này. Khi nghe các ban giám khảo nhận xét xong thì con cảm thấy hơi vui cũng hơi buồn, là tại vì con được thêm nhiều cái kiến thức, buồn là con chưa làm tốt cái phần trình diễn của mình. Tất cả những cái gì hôm nay nó sẽ không được xảy ra vào đêm chung kết. Là khi đó các con sẽ bị loại 85%. Còn 15% nữa con sẽ dưỡng đó để khi mà tới phần trình diễn của mình sẽ bung hết ra để được 100%. Mẹ ơi.
quá con ơi. Chắc chắn giọng hát này là chú Huyền Linh thích lắm nè. Nãy giờ chú Huyền Linh nhìn con đắm đuối luôn. Cảm ơn con. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một... Và không biết bây giờ thì cảm xúc của các ban giám khảo, khách mời, mọi người thấy như thế nào? Rất là thích thú. Chú Linh không nghĩ là các con 12 tuổi, 13 tuổi mà con làm được những điều đó. Việc thi, con hát rất là ngọt. Nhưng bài hát này á, nó hơi già chút xíu. Vì những bài hát về mẹ con phải tìm ra điểm nhấn nào trong bài hát đó. Mình hết lòng với cái đoạn đó để mình lấy cảm tình khán giả. Lúc đó khán giả phải nổi óc lên. Còn bây giờ bài hát này nó hay như nó cũng đều đều. Có một cái ý này Minh Đức rất là muốn góp ý. Vì cái này là sẽ là không chỉ kinh nghiệm cho một bé dự thi ngày hôm nay mà những bé sau. Tôi cảm thấy rất là băn khoăn, đó là dự thi của bé Việt Thi. Bé hát cái bài đó nó gần như là hai cái nửa, hai bài hát khác nhau ghép lại vào với nhau. Vì nó là hai bài rất là khác nhau, cho nên là việc của bé là lẽ ra là phải làm sao để cho người ta thấy cái sự khác nhau đấy. Chú có một cái cảm tưởng là bé Việt Thi chỉ làm sao hát thật nhanh cho xong cái phần đầu đi, để sang cái bài 2 là cái bài Mẹ Tôi, là cái bài chính, cho nó nhanh để mà bé có thể khoe được giọng ở cái bài đó. Trong một bài hát, quan điểm của chú là không có cái câu nào là chính, câu nào là phụ cả. Tất cả từng chữ, từng nốt nhạc được viết ra nó đều có tầm quan trọng ngang nhau. Cho nên là cái phần đầu ấy lẽ ra nó phải là một cái phần lợi thế của bé Thi. Thế là dân ca Nam Bộ nó rất là ngọt ngào và là một bài hát du nữa. Nhưng mà con hát rất ẩu, hát rất là nhanh để cho nó xong. Để sau đó đến cái phần sau là con có đất để con khoe giọng. Thì lúc cái chuyển sang bài sau nó rất là đột ngột. Người ta gọi là bỏ con tép bắt con tôm, nhưng cùng là tôm cũng chẳng được mà tép thì cũng không có. Thì đấy là những cái mà kinh nghiệm khi đi hát các em cần chú ý. Giọng con rất là hay nhá, giọng rất là có nội lực, rất là khỏe. Nhưng mà nếu mà cái khỏe đó nó được thể hiện tốt ở cái phần đầu để cho thấy cái sự ngọt ngào. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cứ đi thi hát là phải hát to, hát khỏe. Các bé sau đi thi cũng nên chú ý cái điều đó. Anh Minh Đức nói nhẹ nhẹ, dưỡng dùng chút. Thực ra là rất là nhẹ, chứ đâu có gì là nặng đâu. Mà đấy là nhẹ rồi. Ẩu không phải đâu, không phải thi thi ẩu đâu. Mà là đôi khi em chưa có cảm nhận điều đó. Mọi người đừng nghĩ rằng cái chữ ẩu đấy là chữ nặng nề. Cái thực ra là kể cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng hát ẩu rất là nhiều chứ phải không? Bên đội nhà mình có ý kiến xíu nha. Các cháu thông cảm, các con thông cảm, vì là đây là nhá, là toàn là có con rồi này, đấy có con hết, cho nên cái chú Quyền Linh cũng vậy, cho nên cái tình cảm dành cho tụi con nó nhẹ nhàng. Chú Minh Đức là chú có con. Cho nên chú nói chưa có được nhẹ nhàng, nhưng mà trong cái cách nói của chú là rất tốt cho tụi con, ở chỗ là tụi con lên sân khấu từng giây từng phút không được ẩu, tức là phải tỉ mỉ với từng cái cảm xúc cho cái bài hát nó cuốn hút hơn. Một tràng pháo tay cho chú. Con nói chú Minh Đức là hãy đợi đấy. Còn Phi Long tuyệt vời. Nhạc đúng không? Nhưng mà cái phô của con á, phô chinh nhưng mà cô nghe nó rất là lạ, rất là dễ thương. Nhưng mà con nó là vậy nè, mặc dù phô con không quan tâm. Bản lĩnh rồi. Bản lĩnh. Con vẫn hát nguyên một bài và đầy tự tin. Đó. Mặc dù là em hát nó bị lệch, tao không sai đâu. Nhưng mà thật sự là nó đúng bài và đúng cái phong cách giọng hát của em, cái màu giọng, cho nên là ra nghe nó tự nhiên lắm. Mặc dù nó hát sai nốt rất nhiều, nó không có đúng cái tông nào hết, nhưng mà nó lại là một cái gì đó nó rất là phù hợp với phong cách của em, cho nên thành ra là cái việc chọn bài rất rất là quan trọng. Nhưng mà cái này là phải báo trước cho con một tí, tại vì con ngoài Hà Nội con vào. Con là một trong những bạn là đến tập với các thầy các cô ở đây là trễ nhất. Con rút kinh nghiệm là khi mà mình lấy nhạc để mình hát phải có cái nền ở dưới thật là rõ thì con mới vào được, chứ cô cũng đã từng đi xa lắm. Các con đều làm tốt trong cái sức của mình và làm tốt hơn so với mức chú mong đợi. Chúc mừng các con. Chúc mừng các con. Và bây giờ thì chúng ta hãy hướng lên màn hình để xem số điểm mà các ban giám khảo dành cho các cháu trong vòng thứ nhất, vòng thi thể hiện chất giọng. Số điểm của thí sinh Việt Thi: Phạm Toàn Thắng 9, MC Quyền Linh 9,5, nhạc sĩ Lê Quang 9,2, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách 9, và tổng số điểm 72,7. Và bây giờ là số điểm của thí sinh Phi Long: nhà báo Minh Đức 8,5, Subin Hoàng Sơn 8,5, ca sĩ Phương Thanh 8, biên đạo Hiền Sến 9, tổng điểm 68. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại tổng số điểm của năm thí sinh đầu tiên: Việt Thi 72,7, Trâm Anh 68,8, Hà Phương 68,2, Nguyễn Phi Long 68, Hải Khang
66,5. Và bây giờ tạm thời người đứng đầu đó là thí sinh Việt Thi với số điểm 72,7.